bán này được một con. Con này là con ma răng 7004, nhưng mà lại là màu đen tiền huyền thoại của anh em xong rồi. Con này em chưa kịp đăng, vừa về thì chưa kịp đăng lên YouTube. Nó có đầy đủ phụ kiện và các alo. Đây ạ, các alo đầy đủ phụ kiện. Nhưng mà hai bác này đã kịp ra ở Hà Nội và đã kịp ra đây lấy cái đầu này rồi. Và em còn hàng thì còn những cái con L50 nhá, anh em có thể liên hệ cho em. Vâng, em chỉ có một con này duy nhất thôi, còn L50 là màu trắng. Cả nhà liên hệ cho em qua âm thanh Thắng Hàng cơ sở 1. Vâng ạ, số điện thoại của em cả nhà chụp giúp em nhá. Và liên hệ cho em bên Zalo ạ. Bác này quá nhanh và được cái con như này, mới như này thì cũng quá yên tâm mà dùng ạ. Cảm ơn anh chị rất là nhiều nhé. Và chắc là anh cũng hay theo dõi kênh của em đúng không? Kênh của em thì mọi người cũng là yêu quý em Hằng, rồi là cũng tin tưởng. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Anh có một cái gì để nói với cả anh em chúc đầu xuân không ạ? Chơi cái này thì nói chung là cũng là cái này hơi tốn tiền. Vâng, nhưng mà thôi cứ hàng đẹp, hàng đẹp và hàng nó nguyên bản như thế này thì chơi đúng không ạ? Vâng, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chị đâu phải trốn ra ngoài kia đấy. Vâng, anh em có thể liên hệ cho em Hằng qua Zalo nhé, để em Hằng tiện gửi ảnh và các mẫu cho cả nhà. Và em Hằng còn những cái đầu L50 nhưng mà nó là màu trắng. Và còn hàng, vâng ạ, hôm nay thì từ sáng giờ thì em Hằng cũng nóng đi nhiều. Vâng ạ, cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã tin tưởng em Hằng trong suốt thời gian qua. Cảm ơn anh nhé. Vâng ạ, vâng, cảm ơn anh chị đã tin tưởng cửa hàng. Một con đầu mà nó nguyên bản và nó đẹp đầy đủ phụ kiện thì anh em cứ chơi. Và mà tầm này đang có bệnh dịch cúm này thì cứ ở nhà mà nghe nhạc thôi ạ. Mà đúng thế đấy anh ạ. Vâng, em cũng khuyên mọi người là thôi cứ mua đầu đĩa rồi cắt đồ về cho gia đình nghe là yên tâm nhất, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn anh, cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Vâng.